nhà túi. Mày bị lon nước ngọt. Bà hút đấy. Mày lon là đi 70.000. Ba bao nhiêu nhỉ? 3721 à? Thế là 91.000 à? Thấy không? Tính đi. Vâng. 91.000 trả tiền. Trả lại cháu 9 canh. Chín nghìn đây đủ nhá. 5 này đếm đủ không? Tí nữa quay lại đòi là không chịu trách nhiệm đâu. 7 này, 8 này, 9 này. Ok luôn. Đủ chưa? Đủ ạ. Tính như đủ đi. Đủ rồi. Cảm ơn rồi, có tiền nhá. Vâng. Mua dài đấy. Cháu mua cho mày ta mà. Nhá. Vâng. Biết là hôm nay là nó sẽ biết cái trò chơi của mình không? Thằng này nó hay xem mạng nhưng mà chắc là không biết đâu. À đâu? Kiểu gì dính đạn. Biết ngay mà nghe tiếng phát đoán chữ tình luôn. Mình mua bò húc, mày mua cái gì đấy? Ngựa húc à? Hổ húc. Hổ húc à? Hổ húc luôn. Kinh nghiệm cả bò húc ạ. Kinh nghiệm cả bò húc à? Chẳng thế à? Con bò nó cắn con hổ không? Chẳng thế. Con hổ cắn phát chết mình con hổ. Thế nhưng mà cái này đắt hơn hay là rẻ hơn? 13.000 một lon đấy. À cũng thế à? Ừ, mày. Ừ, chương trình. Coi như nhau. Em thích một con bò. Tiến. Quên. Đầu óc dạo này già rồi. Anh đi chuột rồi. Đầu óc dạo này già rồi hay quên. Thôi đừng có quên. Bốc phét vừa rồi. Không. Tiến. Đây không lại là tiền thì là cái gì? Mấy cái đồng lẻ này thì cũng được. Đây, đồng lẻ gì? Đồng lẻ gì? Thì tao giả tiền nước đây, đồng lẻ. Giả tiền nước hả? Anh biết bao nhiêu tiền nước không? 28.000. 28.000. 91.000 người ta ấy. 91.000 á? 7 lon 13.000 thì trả lại 28.000 à? 13.000 một lon đúng không? 28.000. 7 lon 91.000. Đây này, đây này. Đây này cái gì? Đây người ta trả lại em có 9.000 này. Ôi trời ơi. Mày bị lừa rồi. Lừa cái gì? Anh không phải lừa gì ạ? Em bị chưa lừa. Từ từ. Trả tiền ơi, đứa tiền ơi. Đưa 100 đi em trả lại 9.000. Ngồi sang đây. Đưa 100 đi trả lại 9.000. Mày ngồi sang đây. Nào. Mày bị lừa rồi. Lừa khỉ á. 7 lon có 28.000 thôi nhá. Đây nhá. Hôm nay tao sẽ dạy mày bài toán đấy, tao biết ngay là mày sẽ bị lừa thế nên là tao đã chuẩn bị sẵn. Toán gì? Đây, đây. Người ta cũng bảo là 7 lon, 13.000 một lon, 91.000. Đấy là mày ngu, cái ai bảo học rốt về thế nên là tao đã chuẩn bị sẵn rồi. Đây này nhá. 7 lon 28.000 đúng không? Đây này. Tính cho anh chị em luôn. Đây, tao tính cho mày luôn, 28 này. Lấy 28 nhá. Đấy đúng không? 91 cơ mà. Có 28.000 nữa, 91 đi. Đây nhá, 7 lon nhá, chia cho 7 nhá, 28 chia 7 nhá, xem phải bằng 13 không nhá. Đúng không? 2 chia hết cho 7 không? 2 chia được à? Thế đấy, nhớ 2 vào đây, tí nữa lấy. 8 chia 7 không ấy? Hả? 8 chia 7 không ấy? Không mất. Đấy, đấy học giỏi phết đấy, bằng 1. Dư 1 ở đây, 1 x 7 không 7, 8 chia 7 không 1, dư 1 đây đúng không? Đúng không? Đúng không? 8 chia 7 bằng 1, dư 1 ở đây đúng không? Bây giờ lấy con 2 xuống. 21 chia 7 bằng mấy? 21 chia 7 bằng 3. Đấy, giỏi thế. 13.000. Nhiều bảo à? Chứ 7 lon này 13.000 mà 91.000 cơ mà. Đây nhá,
Chưa hiểu đúng không? Đây, tao sẽ lấy. Thế bây giờ nhá, 7 lon 13 nghìn đúng không? Đây. Đừng có lăng phẳng. Mày nói vừa rồi tao giải thích cho. Nghĩa mày lên mày đòi lại tiền cho tao đây nhá. 7 lấy 7 con 13 này. 13 1 con này, 2 con này, 3 con này, 4 con này, 5 con này, 6 con này, 7 con này. Đấy, 7 lon vào hút đúng không? Một lon 13 nghìn đúng không? Một lon này, 2 lon này, 3 lon này, 4 lon này, 5 lon này, 6 lon này, 7 lon. 7 lon, 7 lon đấy đúng không? Thì mốt gì, bây giờ cộng 7 lon lại xem ra bao tiền nhá. Là cái số tiền mày phải giả ấy, hiểu không? Ba hàng mấy? Ba cộng... Số tiền đấy là số tiền anh phải giả chứ. Số tiền anh phải giả. Ba cộng ba hàng mấy? Sáu. Sáu cộng ba hàng mấy? Chín. Chín cộng ba hàng mấy? 12. 12 cộng 3 hàng mấy? 15. Xuất sắc. 15 cộng 3 hàng mấy? 17. 15 cộng 3 hàng mấy? 18. Đúng rồi, 18 cộng 3 hàng mấy? 21. Đúng rồi, 21 cộng 1 hàng mấy? 22. 22 cộng 1 hàng mấy? 23. 23 cộng 1 hàng mấy? 23. 23 cộng 1 hàng mấy? 24. 24 cộng 1 hàng mấy? 25. 25 cộng 1 hàng mấy? 26. Cộng 1 hàng mấy? 27. Cộng 1 vào mấy? Chuẩn luôn, 28 nghìn. Thế cả 91 nghìn. Cái gì? Số tiền anh phải giả 28 nghìn. Trời, đơn giản. Anh bị bảo thế sao lại 28 nghìn? 7 lon đúng không? Không biết, đây là cộng thôi. Cộng chia đây. Cộng chia nó khác nhau. Sao cộng chia nó khác nhau gì? Người ta nhân nhân là được 91 nghìn. Nhân kiểu gì được 91 nghìn? Cộng mới chia nó khác nhân. Nhân là một con ổ cộng 7 con ổ thì bằng 91 nghìn. Đây nhá, 17 nhá. Một lon là 13 nghìn đúng không? Đúng rồi. 13 nghìn. Nhân với 1 cộng 7 nhân là vừa thành 91 nghìn. 13 nghìn. Đấy đúng không? 13 nghìn. Kia bà bảo em chơi. Mày ngu lắm, mày bị lừa rồi. 13 cộng 13. Đúng. Cộng 13. Cộng 13. Cộng 13. Cộng 13 nữa. Đây, để cộng thêm 13 nữa bằng 28 nghìn. Đúng chưa? Nhưng mà người ta đưa của em có 9 nghìn này. Thế em đưa người ta 100 nghìn. Đây giả bao nhiêu? 91 nghìn. 91 nghìn. 91 nghìn đúng không? Mà thực tế là hết có 28 nghìn. 28 nghìn. Trừ đi 28 nghìn. Hai. À đâu. Thôi mày nói nhẹ nhàng. Từ kiểu lát nó hơi chậm một tí. Ôi, từ 8 vòng 3. Vòng 3. Nếu 1 sang đây là 3, một, đây là 6. 1 trừ 8 à? Thì bằng 3. Nói tóm lại là mày còn ở đấy còn 63 nghìn, hiểu không? Thế tính anh em mới mất 63 nghìn à? Đấy là mình ngu, lên đòi lại 63 nghìn. Thế thì anh được tiền em đấy. Đây, 28 nghìn của 63 tao. 63 nghìn cơ mà. Hả? Mày điên là tao mua tao hết có 28 nghìn. Không. Không, đi đòi cái người mà trả mày 28 và trả mày 9 nghìn cái kìa. Người ta bảo là 91 nghìn đủ rồi. 91 nghìn đủ gì, thừa 63 nghìn. Ngu. Bậy gì vậy? Đã ngu rồi còn hay cãi cố. Này, đi đội ngu thế. Tự nhiên mất 63 nghìn. 63 nghìn lên bảo. Không biết bà giả lại 63 nghìn. Hết có 28 nghìn. Em phải đi lên em đội bà này mới được. Đấy, bà đi này đi. Gian thật đấy. Chả thế, gian thương. Tí, cái anh đi lên cùng đời cùng em. Anh cứ tính. Đi lên đi, mày cứ bảo là 7 lọn hết có 28 nghìn thôi. Chứ bà này đánh lắm. Đánh gì? Mày bị ngu à? Mày bị lừa mà lại sợ bị đánh. Thế là hôm nay kiếm được mấy lon bò bụng ngon.
về uống. Rồi. Chờ xem. Hay là bây giờ lên xem nó có cãi nhau không? Thiếu được máy tính á, gian thương nó gắn chip và điều khiển từ xa. Máy tính điện thoại điều khiển từ xa. Cậu chắc chắn là nhầm luôn. Nhầm đâu à? 75. Không biết đâu. Này,
Này, trả tiền, đưa cho cháu 3.000 đây. Động não nhiều vào, đi học đi, đừng có bỏ học nữa. Không, Tránh trả ra. Tiền. Trả tiền gì? Trả tiền thôi. Không, Tránh trả ra. Tiền thôi. Ôi, bây giờ tao nhờ mày mua 7 lon hết có 28.000. Dạ, tao trả tiền rồi. Không, tự nhiên em đi mua cho cháu 3.000. Mà... vừa đi mua hộ rồi, con vừa đi mất tiền. Thì con như anh thì em mua được suốt. Mày lên mà đòi bà đấy liên quan gì đến tao? Không. Anh đưa em 28.000 mà lấy 7 lon à? Thì 28.000 mua 7 lon hết 28.000 thì chả đưa 28.000. Này, cô đi 2 lon nha. Bà đã bảo là 2 lon đã 13.000 một lon rồi không? 2 lon đã 26.000 rồi. Còn con thua 2.000 và chẳng nghĩ mua được 5 lon à? 2.000 mua được 5 lon à? Nhìn mua được 5 lon đấy, 200 đồng một lon. Có cái khí à? À, 400 đồng một lon, vỏ lon, 400 một lon. Đây là vỏ lon. Ờ. Trả thôi. Thì mày, tao biết 7 lon đây. Tao cộng lại cho mày xem nhá. Đây, nhìn kỹ nhá. Không phải cộng, anh chỉ siêu lừa rồi. Siêu lừa cái gì? Không. Thế dạ. Tao cộng không đúng à? Này, người thật, việc thật thì không đấy lại còn đi tìm cái máy tính. Anh thử đi hỏi giáo sư tiến sĩ hay là bác học gì đi xem 26.000 là hai sáu nghìn cái gì 26.000 là hai lon là không con thua 2.000 2.000 mà mua được 5 lon à khốn rồi con đưa anh em đi thì mua được suốt trả rồi không cần biết tao mua hết 28.000 thì tao giả 28.000 có thế thôi. Ấy, giả đây. Không cần biết. Tao giả đây tự nhiên đừng đi mất 6.000 à. Đấy là mày ngu, mày bị người ta lừa thì mày liên quan gì đến tao? Không. Này, giả tiền à không? Đưa thêm 6.000 đây. Tiền này em có mãi mới được á. Đưa thêm 6.000 nào. Thì anh đừng có kiểu đói. Em cứ thừa anh đi lừa em không? Tao lừa bao giờ? Đây, 7 lon hết 28.000. Có khí đấy. 28 chia 7 bằng 10 vạn. Không phải ơi, không thì phải. Cộng đều. Đây. Cộng đều 28.000 nhá. Ờ. Vẫn có 2.000. Ờ. Còn 26.000. Ờ. 26.000 mà mua được 2 lon. Còn thừa 2.000 mà mua được 5 lon à. Thì vứt bỏ rồi lấy đâu rồi mà mua nữa. Không mua. Dạ đây. Vẫn có phải rồi. Phát hiện. Phát hiện cái khỉ ấy. Thôi được rồi, tao cho 28.000 đây. Mọi người biết cái phép tính này nó sai ở đâu không? Tính cái khỉ đưa tiền rồi, đưa 6.000 đấy. Thì đâu? Không, đưa 28.000 anh lấy nốt là cuống nốt à? Mày điên là cuống cái gì, đưa lên tao giả. Rồi à, đây là một phép tính sai tại thằng này. Ngu chưa? Đã bảo đi học đi, còn không chịu đi học. Học hành thì rốt cứ suốt ngày đi chơi bời rồi các kiểu. À đưa 6.000 rồi. Rồi đây thì tao giả lại tiền chắc rồi. Ừ. Trời. 6.000 à? Không phải ngói. 6.000. 53.000. 13.000 đưa mày có 10.000 không? Có 9.000. Rồi đưa 9.000 đây. Đấy, thế là giả mày lại 72.000. Ok chưa? 63.000 cộng 9.000 là 72. Trả tiền rồi lại còn. Tao đưa chìa khóa đây. Lần sau đi học nhiều vào nhá. Thấy chưa? Đi học nhiều vào, đi học cứ đừng bỏ học rốt.